Khoảng 200 năm trước, nấm đối kháng Trichoderma được phát hiện nhưng nhanh chóng bị chìm và quên lãng bởi người ta chưa nhận ra được công dụng của chúng. Phải đến thập niên 60 của thế kỷ 20, các nhà khoa học mới phát hiện ra công dụng quan trọng nhất của nấm Trichoderma, đó là khả năng tìm và triệt tiêu các nấm gây hại có trong đất, kích thích quá trình chuyển hóa dinh dưỡng của cây trồng. Trichoderma đã được các cơ quan khoa học cũng như các đơn vị sản xuất đang nghiên cứu và sử dụng, bởi vì nấm Trichoderma có tác dụng rất tốt trong việc hạn chế vi sinh vật gây bệnh trong đất. Trong đất chứa nhiều vi sinh vật, chúng cạnh tranh nhau về không gian sống và nguồn dinh dưỡng. Tạm thời, ta có thể chia chúng thành 3 nhóm. Nhóm 1 là vi sinh vật gây bệnh cho cây trồng. Nhóm 2 là phân hủy chất hữu cơ và vô cơ nhưng không gây hại cho cây trồng. Nhóm 3 là đối kháng với vi sinh vật gây bệnh cho cây trồng. Nấm Trichoderma thuộc nhóm thứ 3. Nấm Trichoderma sinh sống và tồn tại trong đất. Chúng bám xung quanh vùng rễ của cây trồng, tạo ra lớp bảo vệ vùng rễ cây, ngăn chặn các loài nấm hại như Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora xâm nhập và gây bệnh cho cây trồng. Đây là cơ chế đối kháng của nấm Trichoderma. Khi gặp các loại nấm gây hại, nấm Trichoderma bám vào các bào tử nấm này. Như một trận đồ, những sợi nấm Trichoderma bao quanh tứ phía các sợi nấm bệnh. Chúng tiết ra một chất enzyme làm tan màng tế bào của kẻ thù. Sau đó, nó ký sinh bên trong loại nấm gây hại và tiêu diệt chúng. Trong tự nhiên, nấm Trichoderma sống trên xác bã thực vật và trong đất. Từ đơn bào ban đầu, các nhà khoa học có thể tạo ra hàng tỷ nấm Trichoderma theo ý muốn. Việc nhân nuôi và sản xuất chúng không khó và không gây tốn kém. Viện Bảo vệ Thực vật, một trong những đơn vị nghiên cứu và sản xuất nấm Trichoderma. Xin chào bà con, cách đây khoảng 20 năm thì các nhà khoa học của Hungary đã có cuộc hợp tác nghiên cứu với các chuyên gia của Viện Bảo vệ Thực vật và trong khoảng thời gian đó thì họ đã chuyển giao cho các chuyên gia của Viện Bảo vệ Thực vật nguồn giống nấm đối kháng Trichoderma. Và đến nay thì những nguồn giống nấm ban đầu đó vẫn đang được lưu giữ tại các tủ lạnh như thế này. Và những tủ lạnh này thì có nhiệt độ khoảng âm 20 độ C để giúp bảo quản và làm cho những giống nấm ban đầu đó ở chế độ ngủ và nghỉ. Và khi cần thì các nhà khoa học sẽ kích hoạt nó hay giống như là chúng ta đã đánh thức nó dậy. Những cái giống nấm gốc ban đầu thì đã đang ở trong này có rất nhiều các cái bao bì thì đâu là giống nấm ban đầu của nấm Trichoderma. Đây là nguồn nấm Trichoderma mà là cái hợp tác nghiên cứu giữa Viện Bảo vệ Thực vật và Hungary. Thì là đây là cái nguồn mà mình đã bảo quản bằng các cái phương pháp giấy. Ở đây thì có cái giống nấm mà lâu nhất là mình giữ là từ năm nào? Trong này thì cái nguồn nấm mình bảo quản là từ năm 2000, mới nhất là năm 2003. Thế trong cái test này thì là cái gì ạ? Chúng ta cái test này là những cái đơn bào tử nấm Trichoderma. Hình dạng nấm Trichoderma gần giống như một cái cây với vô số các nhánh. Ở mỗi đầu nhánh là các búi nấm chứa các bào tử đơn bào. Các nhà khoa học sẽ gấp từng bào tử nấm ra, nhân nuôi chúng trong môi trường thạch chứa dinh dưỡng. Trải qua nhiều công đoạn, họ sẽ tách bào tử đơn bào ra và lưu trong túi giấy để đông lạnh, gọi là nấm gốc. Đó chính là những túi giấy mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ lấy cái test này để bắt đầu quá trình là đánh thức nó dậy đúng không ạ? Đây là nguồn nấm Trichoderma mà chúng tôi đã bảo quản trong năm 2008 thì chúng tôi sẽ lấy ra để hoạt hóa chúng này. Và từ những cái test nhỏ đơn giản này thôi thì sẽ tạo ra các nấm Trichoderma, những cái túi nấm mà bà con hay sử dụng. Các nhà khoa học cần dùng môi trường thạch để đánh thức và nhân nuôi nấm Trichoderma. Môi trường thạch được làm từ rau câu và một số chất dinh dưỡng khác. Về cơ bản, nó giống như thạch rau câu mà chúng ta đang sử dụng. Chỉ khác là độ tinh khiết không được như vậy. Tại đây, chị Bình sẽ cắt rời mảnh giấy chứa các bào tử đơn bào ra, đặt chúng vào đĩa thạch. Nấm Trichoderma sinh sản vô tính,
nghĩa là chúng có thể tự sinh sôi ra hàng tỷ bào tử. Tiếp đó, chúng được đặt trong một tủ bảo quản, nhiệt độ là 28 độ C. Đây là khoảng thích hợp để nấm sinh sôi và phát triển. Cấy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là những cái nấm từ những cái đơn bào tử ban đầu thì chúng đã xâm chiếm kín bề mặt những cái đĩa nuôi cấy như thế nào. Có thể nhìn thấy là những cái sợi nấm màu trắng này là những cái sợi nấm mà chưa phát triển thành thục, và sau một thời gian phát triển thành thục thì chúng sẽ có màu xanh như thế này. Khi mà đi mua nấm Trichoderma trên thị trường thì bà con để ý nếu như cái nấm của mình có màu xanh rêu nhưng mà nhạt hơn cái màu mà tôi đang có trên tay một tí, thì tức là đó là thời điểm nấm rất là khỏe mạnh, thì khi mang về sử dụng hiệu quả rất là cao. Và có thể coi đây là hoàn thành xong cái giai đoạn nhân giống cấp 1. Bây giờ thì chúng ta làm thế nào để có thể từ một cái đĩa môi trường nhỏ như thế này tôi có thể tạo ra được rất là nhiều nấm thương phẩm? Để tạo được cái chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma thương phẩm này thì chúng ta sẽ tiếp tục nhân giống cấp 2 từ cái nguồn giống cấp 1 này. Nó cũng tương tự giống như là nhân giống cấp 1 đúng không? Chỉ có khác là chúng ta sẽ lấy cái nguồn từ đây chứ thay vì lấy ở đơn bào tử ban đầu. Nhân giống cấp 2 này ta sẽ lấy sinh khối nấm từ các từ nguồn giống cấp 1. Từ một bào tử đơn bào ban đầu, sau quá trình nhân nuôi giai đoạn 1, các nhà khoa học sẽ tạo ra được 10 đĩa nuôi cấy. Từ 10 đĩa này, họ lại tiếp tục tạo ra 100, 1.000 đĩa nuôi cấy khác nhau, tùy theo ý muốn. Sự sinh sôi của nấm Trichoderma được tính theo cấp số nhân, nghĩa là nhiều vô số kể. Mất khoảng 15 ngày để hoàn thành giai đoạn nhân nuôi trong phòng thí nghiệm. Sau đó, nấm cần một giá thể khác để tiếp tục quá trình sinh sôi của mình. Đó cũng là lúc chúng ta chuyển sang sản xuất với số lượng lớn. Sau 10 đến 15 ngày thì từ những đơn bào tử ban đầu sau quá trình nuôi cấy trên thạch thì chúng ta đã có những đĩa nấm khỏe mạnh như thế này. Và những đĩa nấm này sẽ được mang đi bắt đầu quá trình sản xuất nấm Trichoderma thương phẩm. Hiện tại thì tôi đang đứng tại một phòng sản xuất nấm Trichoderma thương phẩm. Và ở đây thì để bắt đầu sản xuất đại trà, người ta sẽ sử dụng thóc cho quá trình để làm giá thể. Trong quá trình đi sản xuất rất nhiều loại nấm thì tôi đã biết là mọi người có thể dùng giá thể là gạo, ngô hay là cám. Tuy nhiên thì nhiều nhà khoa học cho rằng dùng thóc sẽ tạo ra sinh khối của nấm tốt hơn rất là nhiều. Anh Dũng ơi, tại sao thì khi mà mình cấy nấm trên giá thể là thóc thì sẽ lại thu được sinh khối nhiều hơn các loại giá thể khác? Vì môi trường thóc thì nó là một cái loại môi trường bán sốt, trong đó nó có rất nhiều chất dinh dưỡng và những cái môi trường kia nó không có đầy đủ được. Hai nữa là nó tính bán sốt, nghĩa là nó vừa là cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà nó lại vừa sốt, và tạo điều kiện thông thoáng để cho nấm mọc. Thế trên môi trường cá hoặc là bột ngô thì là nó bết lại, nó không lên được, nó không có cái độ thông thoáng, nấm nó mọc kém. Thế cái lượng bào tử thì trên thóc thì được nghiên cứu được là nó sẽ đạt cao nhất là 3.2 × 10^9 bào tử trên 1 gram chế phẩm. Còn những cái môi trường khác thì nó chỉ khoảng độ sấp xỉ 10^9 hoặc là 10^8, gấp đến hàng trăm lần. Gấp hàng trăm lần cơ ạ. Mình phải mất bao lâu cho quá trình nghiên cứu thì mình mới tìm ra được cái kết luận và cái con số đấy ạ? Mà tôi đã nghiên cứu đến khoảng độ 5 đến 10 năm. Thóc nếp được rửa sạch để loại bỏ tạp chất có thể ảnh hưởng tới nấm. Chúng được cho vào túi ni lông chịu nhiệt và một ít nước. Sẽ mất 45 phút với nhiệt độ 125 độ C để hấp vô trùng thóc. Khi giá thể còn ấm ấm, nấm Trichoderma được chuyển sang ngôi nhà mới. Chúng sẽ lấy dinh dưỡng từ hạt thóc chín và tiếp tục quá trình sinh sôi phát triển của mình. Những túi chứa nấm như thế này sẽ được chuyển lên giàn. Và ở đây thì trong
Trong phòng này nhiệt độ sẽ luôn ở mức từ 25 đến 28 độ C. Đây là điều kiện lý tưởng để nấm phát triển. Nếu như để nhiệt độ dưới 5 độ C thì nấm sẽ ngừng sinh trưởng và rơi vào trạng thái ngủ nghỉ. Và nếu như trên 45 độ C thì nấm sẽ chết. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là nấm sẽ bắt đầu xâm chiếm những giá thể thóc này như thế nào nhé. Nấm Trichoderma là một thực thể sống và chúng có quá trình hô hấp góp phần tạo ra hơi nước. Đầu túi giá thể để mở một chút nhưng không thể thoát hơi hết được. Mọi người sẽ nghĩ sao không mở hẳn miệng túi ra? Nếu làm như vậy, nấm Trichoderma có thể bị tạp nhiễm. Trong quá trình này, các nhà khoa học sẽ đảo nấm 2 đến 3 lần. Điều này giúp chúng có đủ độ thoáng và xâm chiếm thóc tốt hơn. 10 ngày sau, nấm đã phủ xanh giá thể thóc. Chúng được đem đi phơi khô trong khoảng 1 tuần. Phơi nấm ở dưới những mái nhà như thế này thì sẽ phải mất khoảng 7 ngày những cái nia chứa nấm Trichoderma mới có thể khô được. Anh ơi, sao mình không mang ra ngoài trời phơi dưới nắng, phải là nhanh hơn không ạ? Chúng tôi thường không phơi ở ngoài trời mà hay phơi ở trong những cái bóng râm và những cái khu nhà trống có mái che, bởi vì nấm nó thích hợp với cái nhiệt độ nó từ 25-28 độ. Thế vì vậy mà khi mà thời tiết miền Bắc này những cái hôm rất nắng rất là to, ví dụ như là 37 độ, thì dưới ánh sáng trực tiếp mà mặt trời ấy, nó lên đến thành 42-45 độ, thì lúc đó sẽ làm giết chết nấm. Đến thời điểm này thì quá trình sản xuất thương phẩm nấm Trichoderma đã hoàn thành và bà con chỉ cần mang những cái hạt thóc đã có chứa nấm như thế này trộn vào phân chuồng hoặc bón cho đất là được. Em thấy trên thị trường thì có cả dạng nấm Trichoderma dạng bột ấy, và so với dạng thóc của mình thì nó có sự khác biệt như thế nào không? Hai cái dạng chế phẩm ấy thì là cũng như nhau, là cùng cái hiệu quả như nhau, hiệu quả sử dụng như nhau. Nhưng mà so với cả bên này thì làm đơn vị tôi làm trên hạt thóc, hay còn một số đơn vị khác thì người ta tạo dạng bột, thì tôi nghĩ là nó là theo cái mục đích của sử dụng, ví dụ như là họ có thể làm cái này cái khác, hoặc là mục đích của họ vận chuyển cho nó tiện lợi. Nấm Trichoderma chỉ có thể sống và phát triển được trong nhiệt độ từ 5 đến 45 độ C. Trên hay dưới ngưỡng nhiệt này thì nấm sẽ chết. Bởi vậy nếu nghiền nấm thành bột với nhiệt độ cao, tỷ lệ nấm sống được là rất thấp. Một gam thóc lúc này chứa tới 2 đến 3 tỷ bào tử nấm. Nấm được đem đóng túi, hút chân không để bảo quản và đem đi tiêu thụ trên thị trường. Hút chân không thì làm cho vi khuẩn tạp nhiễm không có cơ hội để xâm nhập vào bịch nấm Trichoderma và làm giảm chất lượng của nấm. Khi mà hút không khí ra khỏi bịch nấm như thế này thì cũng sẽ hạn chế quá trình sinh trưởng phát triển của nấm và nấm gần như rơi vào trạng thái nghỉ. Sau 6 tháng thì khả năng hoạt động của những bịch nấm này sẽ giảm đi, và sau hơn 1 năm thì những bịch nấm Trichoderma như thế này khi mang ra sử dụng sẽ không đạt được hiệu quả. Và đây chính là lý do vì sao mà các nhà sản xuất luôn khuyến cáo chúng ta rằng hạn dùng 6 tháng kể từ ngày sản xuất, vì 06 tháng là khoảng thời gian tốt nhất để nấm có chất lượng tốt và khỏe. Vườn bưởi 2 năm tuổi của ông Nguyễn Văn Ba, huyện Cái Bè, Tiền Giang. Khi cây còn nhỏ, ông đã dùng nấm Trichoderma ủ với phân hữu cơ bón cho cây. Đây là cách để ông kéo dài thời gian khai thác cây bưởi gấp 1,5 lần so với bón phân khoa học. Nuôi nấm rồi nhân nấm gọng ra. Để mình bón là cho đất để nó lan ra, để nó diệt những cái nấm có hại. Là mình nuôi những cái sinh vật có lợi là nó diệt những cái nấm có hại ở dưới đất, là cho cây mình mới nó hạn chế được cái bệnh vàng lá thối rễ. Đến nay hàng triệu hộ nông dân Việt Nam đã biết tới lợi ích của nấm Trichoderma và chúng được sử dụng như một kháng sinh tự nhiên cho cây trồng nhằm tạo ra những vườn cây sạch bệnh và an toàn.